Thực hiện chỉ thị số 102 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nghiêm cấm hành vi hút thuốc lá ở những nơi công cộng trong toàn quân, những năm qua các đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân đã tích cực triển khai sâu rộng chỉ thị ở từng cấp. Vùng 3 Hải quân đã tập trung tuyên truyền cho bộ đội nắm rõ tác hại của thói quen hút thuốc đến sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường xung quanh đơn vị, yêu cầu từng quân nhân đang hút thuốc viết bản cam kết không hút thuốc lá, xây dựng lộ trình rõ ràng để bỏ thuốc lá trên tinh thần tự nguyện, kịp thời biểu dương các cá nhân và tập thể không có người hút thuốc. Coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua, bình xét, phân loại chất lượng thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được đơn vị tích cực triển khai. Nhờ tiến hành đồng bộ các giải pháp, đến nay tại vùng 3 Hải quân, nhiều chi đoàn 100% không có cán bộ đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá.